男人点解要为难女人？不需知道为何明薄，有何用悔疚爱后都落魄？真心真意骤如冷漠，爱像针刺悔恨不已，又似落寞。孤单一个未曾过问，但无谓屡次挫败去烧伤我。浪漫逐渐面临折堕，豺狼在笑着我迷惘地难捉摸。轻轻一吻不要太深，男士最后会像猛兽地热吻。愉快一刻想要不断互吻，用爱去换快乐我都肯，甘心欺骗怎会太真。前面以后发现冷血在热身，不需要预测人生的爱恨，一生需要几个男人。妈咪啊，爸đã qua đời 2 tuần rồi, má đừng có đau lòng nữa. Không ngờ thằng khốn kiếp đó lại máu lạnh. Cha ruột của nó mà nó cũng đối đãi như vậy. Lòng dạ của anh nó như vậy rồi, nói cái gì cũng vô dụng. Tại má không tốt, chính má cũng không ngờ nó lợi dụng luôn cả má. Nếu như không phải má nói cho anh Quyền biết thằng Tuấn nó có bệnh, thì anh Quyền đâu có phải chết. Cũng tại má hại chết ảnh. Má mi à, không phải tại má đâu. Lâm Cảnh Tuấn làm những chuyện hại trời hại đất, trước sau gì ông trời cũng sẽ hại hắn. Tôi trịnh trọng thanh minh rõ với quý vị, ngân hàng Quảng Sanh của Hồng Kông xưa nay độc lập tự chủ, cho nên gần đây sự đi cao kinh tế của ty tài chánh Hoa Kỳ chúng tôi không có quan hệ gì cả. Cho đến giờ phút này sự kinh doanh của chúng tôi cũng vẫn bình thường quá. Ủa, họ đâu rồi? À, ông Ngũ, à, tôi nghĩ các bạn cũng nhận có kết quả cho nên tạm thời tan buổi họp. À này ông Ngũ, ông Trên gặp ông có chuyện gì không? Hồi nãy ông Quách bên ngoài Quảng Sanh có điện thoại cho ông. Ông nói muốn hợp tác với ông để mà xây thành ngân hàng. Đây là cách tự cứu duy nhất của họ. Đúng như vậy, họ muốn lấy mình để mà làm bàn đạp, để họ ở ngoài tưởng là họ còn sức, như vậy có thể ổn định cổ phiếu của họ. Tôi có bàn với ông John rồi, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để mà sang bàn họ, cho nên không thể nào giúp họ. Ông Ngũ, với góc độ riêng của tôi, tôi có cách nhìn khác. Cậu cứ nói đi, tôi cũng muốn nghe ý kiến của cậu. Thật ra mình làm ngân hàng đều đã lợi dụng tiền bạc của tất cả mọi người dân để lấy đó làm vốn riêng, cho nên xã hội xảy ra chuyện gì với mình mà nói đều có liên quan với họ cả. Từ bao nhiêu năm nay, kinh tế của Hồng Kông đều phồn thịnh lắm. Dĩ nhiên trong đó có nhiều lần nguy cơ, chẳng hạn như là bão táp kinh tế, cổ phiếu, nguy cơ tinh tử, rút hết nhung liếng, đối với mình mà nói có ảnh hưởng sâu xa. Ở trong những nguy cơ đó, có người biết lợi dụng cơ hội để lợi được nhiều tiền, nhưng đại đa số đều tổn thất nặng nề. Chẳng hạn như có những gia đình đông người, 2 bữa ăn không thành vấn đề, mà cũng có người đem những sự tích tụ gian khổ suốt đời thua trong một đêm. Thậm chí có những người vì thua cổ phiếu mà nhảy lầu. Tất cả mọi chuyện đó ai cũng không muốn thấy. Riêng Quảng Sanh ở Hồng Kông mà nói là một ngân hàng lớn, nếu như cả họ cũng xảy ra chuyện thì lòng dân sẽ xôn xao, tới lúc đó sự thê thảm sẽ xảy ra nhiều hơn. Nhưng hiện tại mình đã lợi dụng tiền bạc của người dân để làm vốn liếng của mình, cho nên mình nhất định tạo sự an tâm, tạo sự yên trí cho họ. Nếu như cả việc này mà mình tạo cũng không được thì tôi cảm thấy không nên làm nghề ngân hàng nữa, dù cho có làm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ý của cô muốn nói là mình phải ổn định lòng dân, giúp cho Quảng Sanh vượt qua nan đề. Đúng. Cô không có cảm thấy đây là một cơ hội tốt nhất để mà đánh sập Quảng Sanh, sang bằng Lâm Cảnh Tuấn sao? Tôi đồng ý, nhưng mà tôi cho rằng khi làm việc cái nên làm, cái không nên làm. Cô Nhi, càng lúc tôi càng cảm thấy cô là một người làm được đại sự.
Được, tôi bây giờ lập tức gặp ông John. Nếu mà ông đồng ý thì mình sẽ triển khai hợp tác với họ ngay. Tuyết Nhi, cô đến đây làm gì? Giao lưu dịch vụ. Nhưng mà quán xanh của chúng tôi đâu có cần giao lưu với cô. Không phải đâu, chính đích thân chủ của ông mời cho nên chúng tôi tới đây để mà bàn chuyện đó. Ông không có nói cho ông biết hay sao? Vậy thì ông nói với cô điều gì? Bí mật thương nghiệp. Vậy mà tôi còn tưởng chức vụ của ông ở đây cao lắm đó chứ. Thì ra cái quyết định lớn lao như vậy cũng chẳng đá động gì tới ông. Thôi được rồi, cô Nhi, mình đã tới giờ rồi. Hy vọng lần sau tới đây còn gặp ông ở chỗ này. Ông Quách, hai người bên sáng lập qua đây làm gì? Tôi đã quyết định hợp tác với họ xây dựng lại ngân hàng. Có giỡn không hả? Ông hợp tác với họ à? Hoàn cảnh của mình như thế này, ngoại trừ hợp tác với họ còn chọn được cách khác hay sao? Tôi ở ngoài đánh trận với họ, còn ông thì ngồi ở đây giao dịch thầm với họ. Ông cho tôi là gì? Tôi đâu phải là con chốt thí ở đây chứ. Cho đến ngày hôm nay tôi đã tốn biết bao mồ hôi nước mắt rồi. Có lẽ ông đã biết chứ. Chào à, anh đã quá tự phụ rồi. Tôi đã cho anh cơ hội, anh đã hoàn toàn không có cứu vãn được. Bây giờ phải làm điều đó để mà cứu vãn danh dự của mình. Nếu không thì quán xanh sẽ sập, cô biết hay là không? Ok, cứ cho là đúng đi. Ông cũng đâu cần phải hợp tác với họ. Ông ngủ đó rất là gian xảo. Ông không phải dốc lòng giúp mình đâu. Ông chỉ muốn mượn cơ hội này để nuốt luôn cả ngân hàng của mình đây nè. Vậy mà ông cũng không hiểu. Chào à, trước đây tôi tin cậu, bây giờ cậu làm tròn bổn phận của cậu đi. Tôi còn nhiều công việc lắm, hãy trở ra đi, đừng làm trở ngại tôi. Tôi kêu anh trở ra, không phải bắt tôi kêu an ninh chứ hả? Được, không ép tôi nha. Chúng mình thành công thành ngân hàng với quảng xanh. Cạn ly. Cạn ly. Các người con mừng vội. Ông Trần, hãy qua điện thư. Cô Nhi, đây là tài liệu bí mật của mình với quản xanh đó mà. Tại sao lại lộ ra hết? Họ đã điện thư đi đâu vậy? Tất cả đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí, tạp chí gì cũng đều có cả. Chuyện như vậy người ta đều biết hết rồi. Đúng vậy. Người muốn chơi mình đó. Trong đó có tài liệu của quản xanh đó mà. Nhất định là hắn rồi. Hắn biết mình đạt tới hiệp nghị với quản xanh thì hắn sẽ tiêu tàn hết, cho nên bất chấp thủ đoạn để mà hại mình. Cô gì? Lập tức cho thay luật sư hắn. Chuyện đó khoan nói đã. Hiện tại cái cảnh đất của mình là phải xử lý tốt về bí mật đã lộ ra ngoài đó biết chưa. Nó sẽ gây cho mình nhiều ảnh hưởng lớn lắm. Ông cho anh xanh áo ngoài có cái giả tới kìa. Kỳ quá. Vô đi. Thưa ông Tuấn, thư ký của ông Quách gọi tới nói ông qua bên hãng chánh để gặp ông. Cô làm gì cái gì vậy? Tôi đã nói với cô là tôi không được khỏe, không gặp bất cứ ai hết. Tại sao cô còn nói là tôi ở đây làm gì? Tôi đã nói rồi, nhưng mà ông Quách nói có chuyện quan trọng cho nên... Cho nên cái gì? Bây giờ cô làm việc cho ai đây? Hả? Phải lập tức ra nói với ông giùm tôi. Nói tôi không được khỏe, tôi không đi. Ok. Tôi còn đứng nói làm gì nữa? Không chịu đi nói hả? Dạ. Thật là vô dụng. Alo. Alo, anh đây. Chào đây. Lâm Cảnh Tuấn, tôi hỏi anh, bí mật của quản xanh với sáng lập có phải là anh đưa ra ngoài hay không? Em đâu cần phải lo cái đó. À phải rồi, anh hỏi em điều này. Hôm rày giá cổ phiếu của sáng lập tụt bao nhiêu rồi? Đã tụt lắm phải không?
Dù sao tôi cũng phải điều tra cái chuyện này cho rõ ràng. Anh cũng không sợ, mà có thể nói cho em biết, bây giờ anh đã mất em thì cái gì anh cũng dám làm. Anh thích nhất là ôm em để cùng chết. Em thấy sướng không? Điên rồi. Alo. Cái gì? Lại tụi một đồng nữa à? Sáng làm có cổ phiếu từ hồi nào tới giờ chưa có giá thấp vậy mà. Tôi đang ở trong nhà hàng, có gì cứ gọi tôi. Cô Nhi, lâu quá không gặp. Chị Bình, thư ký của cô nói là cô ở đây. Kiếm tờ có chuyện hả? À, để tờ giới thiệu. Đây là tổng thống chế của ngân hàng sáng lập, ông Nguyễn Vĩnh Định. Còn đây là cô Bình. Chào ông. Chào, chào cô Bình. Nè mày ngồi. Thật ra tôi vừa mới từ Thượng Hải về đây, nghe nói sáng lập với Quảng Sang có chuyện hả? Dạ phải. Cả câu chuyện đều do Lâm Cảnh Tuấn làm ra. Tôi cũng đoán ra là hắn. Nhưng mà cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cho hai vị mà. Hai cái ngân hàng vừa mới xảy ra chuyện đó, cổ phiếu chắc chắn là sẽ bị tuột giá. Như vậy đối với cả tập đoàn đều thiệt hại lớn lắm. Cộng thêm bản thân của tôi cũng muốn đối phó với lại Lâm Cảnh Tuấn. Như vậy cô Bình định giúp chúng tôi như thế nào đây? Thật ra tôi đã nói chuyện với ông chủ của ông rồi. Bây giờ anh Nam đã mất. Hồi đó anh có quen nhiều người lắm, và mức ảnh hưởng của anh thiệt là lớn lắm. Cho nên tôi định lấy danh nghĩa tập đoàn Khải Nam để ủng hộ cho hai ngân hàng này. Tôi nghĩ làm như vậy tạm thời sẽ ổn định cho việc bất lợi của hai bên. Như vậy nếu có tập đoàn Khải Nam đứng ra ủng hộ chúng tôi thì chúng tôi sẽ yên tâm nhiều lắm. Vậy đi nha. Chị Nhi, ông Quách. Lâm Cảnh Tuấn, mày chơi cái hành động đó mày chơi đủ chưa? Hành động gì vậy chứ ông Quách? Ông nói gì vậy? Mày đã tiết lộ ra bí mật của hai cái ngân hàng, bây giờ mày còn không chịu nhận. Thôi bộ có chuyện như vậy sao? Tôi thật là không biết à. Bí mật bị lộ. Ông Quách à, bây giờ mình phải làm sao đây? Tôi sẽ giao cho luật sư xử lý. Tôi nhất định truy tố tới cùng. Ông vẫn nghi ngờ tôi hả ông Quách? Tôi đây chỉ là một quản lý nhỏ thôi mà. Tôi làm sao mà lấy được tài liệu của hai đại ngân hàng chứ? Nói ra không ai tin đâu. Ông khỏi cần hùng biện nữa. Bây giờ hai ngân hàng cũng đang điều tra cái vụ này. Nếu như kiếm được ra bằng chứng, nhất định đưa ông ra pháp luật. Thì cứ việc điều tra đi. Có bằng chứng hay tới gặp tôi. À nè, Quảng Sanh với Sáng Lập liên danh lại hồi nào vậy hả? Sao cái gì cũng có phần cô? Thì phải có phần của tôi chứ. Khổ cái lòng không có phần. Bởi vì bây giờ ông đã bị người ta đá ra rồi. Lâm Cảnh Tuấn, ngân hàng Quảng Sanh chính thức ngân trước anh. Bây giờ ông đuổi tôi đó hả? Quảng Sanh đâu cần để người ngoài giúp vô. Ông cam tâm vậy sao? Tôi trung thành với ông quá mà ông không dùng. Quảng Sanh lọt vô tay của ông trước sau cũng sập. Điều này ông cứ yên tâm, hai ngân hàng này không bao giờ sập tiệm đâu. Chúng tôi đã được tập đoàn Khải Nam ủng hộ, với lại các doanh thương điều động vốn liếng cho ngân hàng chúng tôi, cho nên chúng tôi nhất định bình yên vô sự. Tập đoàn Khải Nam, có nhiều cái ông cũng không có ngờ. Hiện tại chủ tịch tập đoàn Khải Nam đó chính là cô Bình. Ông đã nói là ông không bao giờ thua. Lần này thì ông đã thua, tâm phục khẩu phục chứ. Coi như cô may mắn. Ông trời đã nhìn thấy, ông đã hại chết nhiều người lắm rồi. Bây giờ là cái quả báo của ông. Bây giờ ông có thể sẵn sàng ra đi. Tôi với Quảng Sinh còn hợp đồng, không ai có thể đuổi tôi được. Ông là cái gì chứ? Ở đây tôi là chủ tịch, tôi muốn đuổi ông là tôi đuổi ông. Tụi bay vô đây. Tụi bay coi ông thu dọn đồ đạc xong rồi thì tống cổ ông đi. Tôi ra ngoài thông cáo, cấm ông từ đây bước vào đây. Cô Nhi, có nhiều chi tiết tôi muốn bàn với cô. Dạ được ông Quách.
bà Nam à, cổ phiếu của Quảng Xanh với Sáng Lập đã trở lại bình thường rồi. Cảm ơn ông. Như vậy có cần rút số vốn của mình trở ra không? Tôi nghĩ không cần đâu. Và từ nay thì mình sẽ hợp tác với hai ngân hàng đó luôn. À vậy được. Ông phải theo dõi thị trường giùm tôi nha. Có tin tức gì lập tức báo cho tôi biết. À, không thành vấn đề. Nếu không có chuyện gì nữa thì trở ra nha. Chào bà. Thưa bà Nam, còn chuyện gì cần tôi nữa không? Không có gì nữa đâu, cô cứ về đi. Vậy tôi về trước nha bà Nam. Lâm Cảnh Tuấn, ông tới đây làm gì? Tại sao cô đã cùng với Trúc Nhi để hại tôi? Cô có biết bây giờ tôi đã mất hết tất cả rồi hay không? Đáng kiếp mà. Tôi thấy ông như vậy tôi mừng lắm. Dù sao đi nữa, mình cũng đã từng ăn nằm với nhau mà. Cô có cần đối với tôi như vậy không hả? Ông suy nghĩ coi, ông đã hại biết bao nhiêu là người ở bên cạnh của tôi. Anh Tân đã bị ông hại ảnh, cho nên mới bị xử bắn. Anh Nam đã bị ông hại tới chết. Còn nữa, dì Mai với cô Linh đều bị anh hại cả. Như vậy có nghĩa là cô trả thù cho họ đó phải không? Phải. Đó chỉ là bước thứ nhất của tôi. Nó sẽ còn tiếp tục nữa. Lâm Cảnh Tuấn, lúc đó thì ông sẽ bị trừng phạt đích đáng. Cô có biết cô đang nói gì không? Cô cho cô là cái gì? Điên hả? Nè, tôi cho cô biết, nếu mà bây giờ cô có chuyện, có ai cứu được cô không? Tôi cảnh cáo ông đừng có làm bậy đó. Sao chưa? Bộ cô tưởng cô cầm con dao đó tôi sợ hả? Cứu tôi với! Chuyện gì? Tất cả đứng im! Ông muốn giết tôi, bắt ông đi! Mày đừng chơi tao! Còn có chết chưa? Còn tỉnh quá chắc là chưa chết. Tôi tới đây để nói cho ông biết, những chuyện tồi mà ông đã làm ở Quảng Sành tôi đã trình lên hết cho Ủy ban điều tra thương nghiệp rồi. Lần này ông không thể thoát. Vậy thì em thất vọng lắm. Ông nói sao cũng được, miễn là lần này ông đền tội đích đáng. Tuyệt nhiên, tôi làm biết bao nhiêu tiền ở Quảng Sành, tôi không nghĩ tới hậu quả. Cô kiện tôi không nổi đâu. Thật hả? Hồi nãy ông lấy con dao rạch thơ để mà đâm cô Bình đó. Ông có tội hay không? Tôi không có đâm cổ. Cổ gài tôi. Cổ gài tôi. Cổ gài tôi đó mà. Cổ gài tôi. Cổ gài tôi đó. Ông có chống lại cũng vô dụng. Tôi chắc chắn phải ở rồi. Nhưng mà ông yên tâm, tôi không phải máu lạnh như là ông đâu. Dù cho ông có ở tù, tôi cũng dẫn vô thăm ông. Cô đã hại tôi. Cô đã gài tôi. Tôi đau quá mà. Tội nghiệp tôi, sếp ơi. Tôi đau quá. Tôi đau quá nè. Tôi đau quá rồi. Tôi đau quá. Đau gì? Tôi đau quá. Nằm xuống.
đi. Này, gì vậy? Tôi đâu? Này, gì vậy? Ngồi vậy. Này, chuyện gì vậy? À, được rồi. Đỡ vô phòng đi. Vậy được. Đau quá. Ngồi đâu vậy? Ngồi đi. Đi qua đây nha. Tôi biểu các người đừng qua đây. Không được qua đây. Nghe không? Đừng qua. Không được. Không được qua đây. Lấy cái súng đi. Lấy cái súng. Lấy cái súng. Mau lên. Lấy cái súng đi. Đưa cái súng đi. Lấy đi. Mau lên. Đi. Không được vô đây nha. Mặc mặc. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Đừng sao mà nó vậy? Nó chạy rồi. Ông làm gì vậy? Anh vô rồi mà em cũng không biết à. Em có đóng cửa cũng vô dụng thôi. Làm gì? Đừng có tới gần tôi. Em cầm con dao đó hả? Anh không sợ đâu. Anh thật là không sợ mà. Anh có súng đây nè. Buông tay đi. Hả? Em khỏi phải sợ. Ở đây chỉ có anh với em thôi. Cơm cho em ăn nè. Hả? Để anh đút cho. Tôi không ăn. Sao vậy? Em không thích ăn hả? Không sao đâu. Để anh nấu cái khác cho em ăn nha. Tôi nhất định không có ăn cái gì của ông hết. Em đừng đối đãi với anh như vậy mà. Ông đã làm những chuyện hại trời hại đất. Ông nhất định chết thê thảm lắm. Tuyệt nhiên, anh thương em lắm mà. Dù cho anh có chết cũng không có sao. Tôi với ông đã hết tình cảm rồi. Đã hết tình cảm rồi. Em có biết không? Anh vì em đã làm biết bao điều. Hả? Nó. Chính là anh đã cố tình mua nó về để em nhìn. À, em nhìn rõ ràng lắm. Hay lắm đó. Ông bệnh quá rồi. Đúng rồi. Anh bệnh đó. Anh bệnh đó. Anh bệnh cũng chỉ vì em. Tại sao ông kỳ quá vậy? Từ bao lâu nay ông đã hại chết biết bao nhiêu người. Ông nhất định sẽ bị quả báo. Quả báo? Nếu như có quả báo thì anh đã bị treo cổ tại Malai lâu rồi. Tại sao còn sống tới bây giờ? Không đúng đâu. Phùng Gia Mỹ đâu phải dòng lỡ tại giết chết. Dòng cố tình giết chết đó có phải không? Đúng vậy. Anh cố tình giết cổ đó. Ai biểu cổ đối đãi với anh vậy? Cổ đáng chết. Cổ đáng chết lắm. Apple Flea. Vậy mà anh bị Phùng Gia Mỹ đuổi đi. Anh tức lắm đó. Anh quyết định bỏ cổ lại lập tức trở về Hồng Kông. Khi tới phi trường vừa đúng lúc gặp được em. Trong khoảng cách đó anh nghĩ đến cách giết người rất chu đáo. Đột nhiên tôi muốn anh đi mua chút xíu quà. Cô làm ơn coi giùm tôi nha. À được. Cảm ơn cô.
Lát nữa gặp. Lát gặp. Cô không tin hả? Khi về khách sạn, tôi cố tình giết cổ. Tôi thật là ghét cô Mỹ này lắm. Nên khi gặp cổ, anh lập tức muốn giết cổ. Anh giết chết cổ. Anh giết chết cổ. Giết chết cổ. Giết cổ. Sau khi giết xong cổ, trong bụng anh sung sướng lắm. Hồi nào giờ chưa sung sướng như vậy đó. Lâm Cảnh Tuấn, ông là một hung thủ giết người, thì ra hoàn toàn lợi dụng tôi. Tuy nhiên à, em phải hiểu cho anh mới được chứ. Cái bọn người xấu đó, người nào người nấy cũng muốn hại anh. Anh làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ cho anh thôi. Nếu như họ không hại anh, anh không bao giờ làm vậy đâu. Ông có nói cái gì tôi cũng không tin. Một hung thủ giết người. Tôi thật là ân hận lúc trước tôi đã giúp cho ông. Bởi vì cô đã yêu tôi đó. Trước đây tôi ấu trĩ, tôi đã yêu lầm ông. Nếu bây giờ để cho tôi chọn, tôi nhất định bắt ông phải đi treo cổ. Cứ việc treo cổ anh đi, không sao đâu em à. Tuyết Nhi à, Tuyết Nhi à, làm gì vậy? Hồi trước mình hay âu yếm với nhau đó mà. Mình sung sướng lắm đó. Bộ em quên rồi sao hả? Em còn nhớ không, ở bên Mã Lai anh có chuyện, em cố tình bay qua bển cứu anh mà. Em còn khai khẩu cung giả trong tòa nữa. Còn nữa, lúc mà ba của cô Mỹ đó đang đuổi giết anh, rốt cuộc em ở bên cạnh của anh, mình trốn thoát đó, mình vô sự mà. Còn nữa, Ngũ Vĩnh Đình không cho anh vô quỷ bang, anh giận lắm. Em nhớ không, lúc đó em ở bên cạnh của anh, em vẫn ở với anh mà. Em vẫn an ủi anh. Hai đứa mình hình bóng không rời, không thể nào ai mất ai được. Đừng có nói nữa, chuyện nó qua rồi, đừng có nói nữa mà, đừng có nói nữa. Tuy nhiên à, ngày tháng còn dài mà. Anh muốn mình trở lại như ngày xưa. Ông đừng có hòng, ông đã nằm mơ rồi. Lần này cảnh sát lên lùng bắt ông, ông thoát không nổi đâu. Thoát á thì thoát không có nổi, cũng đâu có sao. Chỉ cần em ở bên cạnh của anh thì anh thỏa mãn lắm rồi. Em à, anh thật là còn thương em lắm đó. Em khóc nữa. Ngoan nha, đừng khóc nữa em. Tuy nhiên à, em bỏ anh không có sao. Lo cho đứa con của mình chứ. Em coi nè, nó đang khóc nè. Không biết có phải đói bụng không. Con coi ba khổ ghê chưa. Cho con bú nha. Cho con bú nha. Anh à, hồi trước đó mình khuấy bao nhiêu muỗng sữa vậy? Ông điên đủ chưa? Tức gì à, anh đó, từ nhỏ cho tới lớn anh không có cha mẹ nuôi dạy, anh mới bị như ngày hôm nay vậy đó. Anh thật khổ lắm. Có một cái gia đình tốt á, rất là quan trọng lắm à. Tuy nhiên à, em đừng bỏ anh với đứa bé chứ. Ở trên đời này những người khổ hơn ông nhiều biết mấy. Tại sao người ta vẫn sống bình thản mà ông lại không được chứ? Ông nên tự kiểm điểm lại đi. Em mệt lắm rồi, phải ngủ đi. Em có nghe không? Con của mình đó, nó đâu có khóc nữa. Hả? Đừng mà, buông ra. Em yên tâm, đừng có sợ. Buông ra. Đừng có sợ mà.
Đừng sợ nha, anh không có hại em đâu. Anh chỉ muốn nằm bên cạnh của em để hưởng lại cái cảm giác của trước đây thôi. Ông điên quá rồi. Em đừng làm con mình thức nha. Mình mệt lắm rồi, cứ ngủ đi. Gạt cái thận của bà, có lẽ đã vô sự rồi chứ. Nhất định là dòng hồn của bà khiến chồng không có mạnh được. Lần này ông phải chết. Cái thằng cha già đó là thằng chó chết mà khiến cho tôi bị như vậy. Ông bị tôi đập xém chết luôn. Nếu như ông ra tự thú thì còn có thể giữ được cái mạng để sống ở trong tù. Em hãy im miệng đi. Thằng Tuấn này hả, sẽ không bao giờ chết. À, chắc lại chồng á, mau lại đi, mau lên. Trời ơi, đi chứ còn gì. Mau lại đi, mau lại đi. Chiếc bên nhà không có thấy ai. Alo. Dạ. À, bà Nam hả? Tôi là xác minh đây. Nhân viên của chúng tôi tới nhà bà Di lục soát nhưng mà kiếm ra cổ. Vậy được. Nếu có tin tức gì tôi báo bà ngay. Bye bye. Báo cáo chúng tôi phát giác cô Di bị người đàn ông đó bắt nhốt ở trong nhà đầu làng. Dạ, đúng đó. Thế tôi. Em không bao giờ thoát được đâu. Anh cho em biết, không ai có thể bắt được anh đâu. Không ai có thể bắt Lâm Cảnh Tuấn này đâu. Anh bắn chết họ, anh nhất định thoát được. Lâm Cảnh Tuấn, mau bảo xuống số đầu hàng. Tất cả những kẻ đi Lâm Cảnh Trang này, tao phải bắn mày, tao phải bắn mày. Đứng dậy làm mày nha. Nè, đừng sợ, họ không dám bắn mình đâu. Anh
cái bảo vệ em. Là gì không? Châu Tuyết Nhi đó. Châu Tuyết Nhi là tên đàn bà đó nha. Nói cái lòng không vậy? Nhớ kỹ lại coi. Châu Tuyết Nhi đó. Không ấy đừng nói Châu Tuyết Nhi nữa. Nói lại những gì trước đây ông còn nhớ hay không hả? Đã xảy ra chuyện gì? Châu Tuyết Nhi đó. Còn nữa không? Châu Tuyết Nhi đó. Như vậy, nếu như bây giờ tôi thả ông ra, ông muốn làm gì trước nhất? Châu Tuyết Nhi đó. Hắn si tình đến điên đảo như vậy đó. Mấy bà tới đó hả? Tuyết Nhi hả? Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Đừng làm bậy nha! Tuyết Nhi! Đi ra ngoài! Nè! Đi ra ngoài đi! Nhớ lên! Đi! Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Đi! Tuyết Nhi! Đi đây! Tuyết Nhi! Sếp à! Bây giờ nó thế nào? Bác sĩ nói đầu của hắn bị trúng đạn, dẫn tới chấn động về não. Nói một cách khác là hắn đã điên rồi. Tin tốt này báo cho anh biết, Lâm Cảnh Tuấn đã bị trời trừng phạt thích đáng. Đầu của hắn đã bị trúng đạn, bây giờ bị băng bó tinh thần. Cuộc đời của hắn phải trải qua trong nhà thương điên. Bây giờ vào ban đêm, em không còn hồi hộp lo sợ nữa. Em đã ngủ được ngon giấc. Nhưng mà khi em nằm ngủ thì em lại nằm mơ. Trong giấc mơ, em lại mơ thấy anh. Anh Khang, anh ở dưới như thế nào? Em thật là nhớ anh lắm. Cũng ngoan lắm, ba cũng thương bà lắm, chịu không? Ba nói thiệt đó, ba không có nói đùa đâu. Đúng là quả báo. Thôi đi má mi, mình đi về. Cho em đó đều không đổi.
thay. Sau đây là tin tức cổ phiếu thị trường quốc tế. Tại Hồng Kông, giá cổ phiếu đã lên được 1.4. Tại Tokyo, giá đã lên được 1.2. Sau đây là phần tin tức đặc biệt. Vào lúc 11 giờ tối nay, tại bệnh viện tâm thần thành phố, có một bệnh nhân đã trốn thoát khỏi bệnh viện. Sĩ bệnh viện cho biết bệnh nhân này tinh thần thất thường, mức độ gây nguy hiểm rất cao. Yêu cầu mọi người khi phát giác người này báo cáo cho cảnh sát biết. Thank you.